Hi, xin chào các bạn. Thì sau khi anh Nam Air Boss cái clip chia sẻ cách phát âm các hãng xe hơi thì mình thấy chủ đề rất là hay. Anh Nam quyết định là sẽ bổ sung thêm 7 cái hãng xe khác mà mình nghĩ là đa số đều phát âm sai hoặc là gặp khó khăn khi phát âm những cái hãng xe này. Tiên là hãng xe con sư tử đến từ Pháp. Chúng ta hay đọc cái hãng xe này là Peugeot, nhưng đúng chúng ta nên đọc là Peugeot. Peugeot, như thế mới chuẩn. Tiếp theo là hãng xe công báo đến từ Anh. Mới đầu nhìn có vẻ là khá khoai để đọc nhưng mà thật sự thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta phát âm như thế này: Jaguar, Jaguar. Hãng xe đến từ Pháp, đa số đọc là Citroën. Chúng ta nên phát âm là Citroën, Citroën. Hãng siêu xe đến từ Thụy Điển, đa số mình nghĩ là nhiều người nghĩ là cái hãng này rất là khó phát âm. Rồi bây giờ mình sẽ phát âm chuẩn của nó là Koenigsegg, Koenigsegg. Việt Nam chúng ta hay phiên âm cái hãng này là Subaru, mà theo tiếng Anh thì chúng ta đọc là Subaru, Subaru. Hãng sản xuất siêu xe, à không, Hypercar, chúng ta là Supercar, đến từ Ý, Pagani, Pagani. Và đây là một hãng chúng ta thường hay đọc sai. Chúng ta nên đọc là Chevrolet, Chevrolet. Xin cảm ơn.